Xin chào tất cả các bạn, lại mình đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món cơm chiên bất bại. Thì những nguyên liệu gồm có cơm, trứng, xúc xích, dưa chuột, đậu, hành tím với cả là hành lá. Đây là phô mai, các bạn có thể cho thêm nếu thích. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bước đầu tiên. Cho tầm 1 đến 2 thìa dầu vào trong chảo. Các bạn có thể ước lượng bằng mắt nha. Lắc chảo để cho dầu được dàn đều. Đây. Chúng ta sẽ đợi dầu nóng rồi cho hành tím vào. Mình nghĩ là dầu đã nóng rồi nên là mình sẽ cho hành vào. Bình thường khi mà rang cơm ít thì mọi người sẽ phi hành trước cho thơm. Sau khi mà hành vào rồi, chúng ta mới tiến hành cho các nguyên liệu khác và xào cùng hành. Xào hành cực kỳ thơm luôn. Có nhiều bạn trẻ không thích ăn hành tây giống như em mình, thì các bạn có thể bỏ hành tây ra, nhưng mà như thế thì sẽ làm món ăn rất bớt vị thơm. Hoặc có thể thay hành tây bằng hành ta, nhưng mà sẽ cho lượng ít đi, tại hành ta chỉ cần một ít là nó tạo được mùi rồi. Trứng rồi cho cơm vào thì mình sẽ chỉ đảo qua để cho các loại nguyên liệu nó hòa hợp vào với nhau thôi. Đây, khi mà xào xong mình sẽ để những cái nguyên liệu này ra đĩa. Tẹo dầu nữa.
nước chung chung và sau đó là cho dầu đều bắp chả. Mọi người không nên để lửa to quá, nếu không trứng thì vào sẽ chín rất nhanh và sẽ khó kiểm soát. Một số người thì thích đánh trứng ra rồi mới bắt đầu xào, nhưng mà theo mình như thế là không cần thiết ý, tại vì ăn một chút lòng đỏ không hòa với lòng trắng thì nó vẫn ngon. Mình sẽ làm lửa đi. Trứng nhìn rất là bông, trộn với cơm sẽ ăn cực kỳ ngon luôn, đảm bảo các bạn. Mình sẽ cho một thìa nước mắm vào. Các bạn có thể dùng muối nhưng mà mình thấy cái nước mắm nó thơm hơn ý. Bây giờ thì cho cơm vào thôi. Nhan đều cơm ra. Đó là cho đến hỗn hợp đậu xúc xích mà các bạn đã làm lúc nãy. Đoạn này các bạn cứ cho vào lửa thôi nhé, tại vì mình chỉ cần nhiệt để cho cơm nó không dính vào nhau nữa, chứ tất cả các cái nguyên liệu ở đây là nó đã chín rồi. Các bạn dùng phới để đánh cơm ra. Hỗn hợp món cơm cực kỳ bắt mắt, đầy đủ dinh dưỡng. Vì đã cho cơm rồi nha, mình sẽ cho thêm tầm 2 thìa nước mắm nhé. Đây là mình làm theo khẩu vị của mình, còn nếu mà bạn nào thích ăn mặn hơn hay nhạt hơn thì các bạn cứ nêm nếm theo sở thích. Có nhiều bạn lại mà trên cơm ý, các bạn dùng bơ nhạt để sáng các loại gia vị, nhưng mà mình thấy theo khẩu vị của người Việt Nam ý, thì cái vị bơ nhạt nó sẽ không hợp lắm. Nếu mà thích các bạn có thể dùng bơ Tường An, cái loại bơ mặn ý. Bây giờ mình sẽ cho phô mai. Nói thật thì mình là fan cuồng phô mai các bạn. Kiểu đi ăn pizza bao giờ cũng phải gọi một cái suất mà gấp đôi phô mai. Rồi chờ phô mai, các bạn có thể đảo lên này cho phô mai nó sẽ nhanh chảy. Mình sẽ cho lửa cực kỳ nhỏ thôi, nếu không thì nó sẽ bị cháy. Các bạn có thể thấy sợi phô mai không? Cực kỳ ngon. Thế rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho một ít hành vào. Bây giờ có thể nói hành là một trong những linh hồn của món ăn. Tại vì không biết tại sao các bạn không ăn được hành, nhưng mà mình thích ăn hành ấy. Kiểu khi ăn bún hay phở không ăn hành không ăn được, thiên cơ cũng thế. Mình chỉ cần đảo qua cho hành lá nó chín là được rồi. Thế là chúng ta hoàn thành rồi đấy. Giờ mình sẽ lấy 3 phần nha. Chúng ta đã cho cơm ra đĩa, bây giờ là những lát dưa chuột.
để giúp cho món ăn thêm lành mạnh. Đó, và món ăn của chúng ta đã hoàn thành rồi. Món này thì các bạn có thể ăn với sốt mayonnaise hoặc tương ớt cũng cực kỳ ngon. Bye bye.